Hello các bạn. Thế con số bạn bè của mình nuôi nói rằng là cái việc mà chúng ta nuôi con chim cảnh cũng như là nuôi con chim sinh sản ấy, thì cái việc mà mình thay phân chim là công việc mà nó rất tốn thời gian và đồng thời nó cũng cái gì đấy nó rất là khó làm sao ấy. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là đây là cái công việc, một là nó bình thường đó. Nuôi chim là phải thay phân, là cái việc đấy là bình thường. Cái thứ hai nữa là cái việc thay phân của cái đàn chim bảy màu sinh sản của mình ấy, mình thực hiện nó rất là nhẹ nhàng thôi, nó không có tốn nhiều thời gian cả các bạn. Và đương nhiên cái lợi ích của thay phân thường xuyên các bạn biết rồi, nó sẽ bảo đảm được cái con chim mình nó không ảnh hưởng những cái loại bệnh, nhất là những cái bệnh vi khuẩn ấy, do cái phân chim nó mang lại nếu mà chúng ta vệ sinh không kỹ. Và cái việc mà chúng ta thay phân nó nhanh nó chậm như thế nào đấy là coi do cái việc sắp xếp của mình thôi, do cái việc bố trí cái lồng chim của mình như thế nào thôi các bạn nhé. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một số cái thao tác của cái việc mình thay phân chim thế nào để các bạn cùng nhau chia sẻ nhé, để rồi các bạn thấy nó nhẹ nhàng, nó đơn giản và nó không mất thời gian chút nào cả. Rồi mời các bạn tham gia cùng với mình, chúc cho vui nhé, mời các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu những các bạn. Thì như vậy thì mình đã lấy xuống một số cái dĩ phân rồi. Theo cái lồng đây mình nuôi thì đa số mình nuôi cái lồng ở Tiền Giang làm. Cái kích cỡ lồng này thì cũng 45 35 các bạn nhé, 45 35. Nó hơi nhỏ một chút đối với con chim bảy màu nhưng mà nuôi được không sao. Cái cỡ này thì nó hơi hẹp một chút. Nhưng mà nuôi vẫn ok, nuôi vẫn tốt. Thế thì và cái công việc chuẩn bị cho cái việc thay phân của mình thì cái thứ nhất là các bạn thấy là có một cái cây chổi như thế này. Đấy. Cây chổi nhỏ thế này thôi, các bạn ra chợ mua chổi nhỏ thế này thôi. Cái dụng cụ thứ hai nữa là chúng ta có một cái bọc. Đấy, cái bọc ni lông to này để chúng ta để giấy vào. Để giấy chúng ta thay vào. Đấy. Và cái không thể thiếu được đó là các bạn chuẩn bị một số loại giấy. Giấy gì không biết, các bạn tùy theo ở chỗ các bạn có thì chúng ta sử dụng các cái loại giấy bỏ đó, thì chúng ta cứ lót vào cái dĩ phân đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi như vậy thì công việc của mình đơn giản thế này thôi. Trước hết mình lấy ra, xong mình lấy một lần này khoảng 7-8 cái thế này. Đấy, như vậy thì các bạn chỉ cần là ship ship cái giấy của cái khai phân lại thế này thôi. Rồi xong rồi các bạn cứ bỏ nó vào đây thôi, bỏ vào đây. Đấy. Rồi cái phân nó còn lại trong cái dĩ phân mà đã dơ rồi á, thì các bạn chỉ cần quét xuống dưới đây. Đấy. Quét xuống cái dĩ mà mình chưa lấy giấy ra đây các bạn. Đấy. Rồi xong rồi các bạn lót giấy, lót giấy mới lên thôi. Đấy. Tùy theo cái kích cỡ của cái lồng của bạn mà bạn sử dụng cái giấy lót cho nó hợp lý, cho nó vừa vặn lên, làm sao mà nó đỡ tốn giấy nhất. Đơn giản như vậy thôi, không có vấn đề gì cả. Đó, như vậy thì xong cái này. Đấy. Thế các bạn để ra bên này thôi. Đấy. Và đối với cái này, cái dĩ phân tiếp tục nữa thì mình cứ cuốn cái báo mà mình lót ở cái khay phân đó. Mình cứ việc bỏ vào cái bọc này thôi. Và cũng tiếp tục với công việc, nó giống như cái giai đoạn cái lúc đầu nãy mình làm đó. Cái công đoạn đầu tiên là mình quét mấy cái hạt mà nó ăn rớt ra, hoặc là cái vỏ hạt mà nó ăn rớt xuống, mình quét quét xuống cái chỗ cái khay mà mình chưa có thay giấy. Và tương tự như vậy thì mình cứ để giấy sạch vào thôi. Đấy. Các bạn có một cái tờ giấy mà nó vừa với cái khay này thì càng tốt, thì nếu không thì các bạn để nhiều tờ vào. Đơn giản như vậy thôi. Đấy, vậy là xong cái nữa. Đó, các bạn cứ để qua đây. Rồi tiếp tục cái dĩ thứ ba này các bạn cũng làm giống thế. Rồi cứ lấy giấy ra, bỏ vào cái bọc to thế này. Lấy cái chổi nhỏ này quét mấy cái vỏ hạt. Rồi một số cái rơm, một số cái cỏ mà nó trong ổ nó rớt ra. Đấy, cứ quét nó xuống cái khay mà chúng ta chưa có lấy giấy ra. Rồi tương tự như vậy thì cứ lấy giấy sạch
lót vào. Đấy. Lót vào cái khay mình thay ra thôi. Đấy. Công việc đơn giản như vậy thôi các bạn. Làm rất là nhanh, không đề gì cả. Chẳng có mệt nhọc gì, tốn ít thời gian. Đấy. Như vậy thấy thì mình có một cái khay nó hoàn toàn sạch sẽ, mình để vào chim mình nó sạch bóng luôn. Không làm đề gì cả. Rồi công việc tiếp theo của cái này thì cũng tương tự như vậy thôi. Đấy. Đấy, các bạn cứ bỏ vào đây. Đấy. Đấy, cái phần còn lại thì cứ làm giống hệt như thế. Cái nào cũng làm giống cái nào cả. Lưu ý các bạn là cái dĩ phân này là nó bằng nhựa cứng, mũ cái nhựa cứng dẻo rất là chắc. Cho nên là mình xài cái loại này nó lâu dữ lắm, không biết khi nào hư, nếu mình không có tác động nào nó bể không biết khi nào hư. Có cái điều là để bảo đảm vệ sinh tí thì khoảng chừng tháng các bạn lấy khăn các bạn lau là các bạn nhúng khăn nó ướt các bạn lau qua một cái. Lau một cái thì phân nó dính trên này có chút ít thì nó sạch hết à. Nó sạch hết. Bởi vì mình lót giấy trên này rồi phân nó ít có xuống như này. Không có xuống nên nó chỉ bẩn chút vậy thôi, thì lấy là vẽ nhúng nước lau sạch cái là xong. Khoảng tháng các bạn có thời gian làm lần vậy bảo đảm nó vừa sạch sẽ, nó đẹp, nó thẩm mỹ, nhìn vào cái con chim nó đẹp rồi nhìn cái lồng nó đẹp nữa thì mình cảm thấy nó thú vị ha. Đấy, công việc của mình nó đơn giản như vậy thôi. Để rồi có như có một số bạn nó làm nuôi chim mà cái gì cũng được, nhưng mà cái khâu này thấy ngán quá, mất thời gian mà thấy ngán. Mình thấy đấy là trước hết là công việc phải làm. Đấy. Thứ hai nữa là công việc cũng rất là bình thường, có vấn đề gì cả. Và cái thứ ba nữa là vấn đề quan trọng là cái việc sắp xếp cái những cái công cụ mà mình làm, cái vật tư mình làm, rồi cái tùy theo cái việc mà mình lựa chọn lồng như thế nào để cho mình vệ sinh nó thuận lợi, nó nhanh nhẹn hơn. Cái đấy là cái việc quan trọng thôi, chứ còn thời gian để thay phân không có tốn thời gian nhiều. Và cái việc thay phân thì cũng chẳng có nặng nề gì cả. Đấy. Thứ ba là đó là việc phải làm thôi. Đấy, ở đây thì đối với cái loại mình nuôi có nhiều cái loại lồng. Phần lớn là mình nuôi cái loại này là 45-35. Thành thử cái khay là cái khay nó như thế. Thì cái quá trình thay phân của mình như vậy. Các bạn chỉ cần có cái giấy các bạn tìm ở đâu cũng được. Nếu mà mình có cái loại giấy nào bỏ thì mình tận dụng thôi. Nếu mà nó vừa vặn với cái khay này thì càng tốt. Còn nếu không thì chúng ta cứ để chúng ta nói vậy, vậy là xong. Đấy, đấy là đối với cái loại kích cỡ lồng này thì mình làm như vậy rất đơn giản, phải không ạ? Rất là nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả. Rồi và như vậy thì cứ như thế thì mình làm như vậy được khoảng chừng nhiều một chút, 5-7 cái thì xong mình đem mình gắn lên, mình lấy khác xuống tiếp, mình làm tiếp những hịch như thế. Cái công đoạn nó là cái công đoạn nó cũng giống nhau như vậy thôi. Không có gì là khó khăn, không có gì là nặng nề cả. Còn các cái kích cỡ lồng khác thì tí nữa thì mình sẽ làm để các bạn xem các cái kích cỡ lồng khác. Đây là một cái loại cỡ lồng mình nuôi. Rồi bây giờ thì cứ như thế thì mình đem lên mình gắn vào lồng thôi. Và cái lồng chim mình nó các bạn nhìn xuống thì thấy nó rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Rồi như vậy thì công việc đối với cái kích cỡ lồng này, cái việc thay phân của mình là như vậy. Mời các bạn sẽ xem tiếp, mình sẽ thay một số cái lồng có kích cỡ khác để chúng ta thấy công việc nó nhẹ nhàng như thế nào các bạn nha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình thay phân ở cái cho những cái lồng mà có kích cỡ nó khác những cái loại nãy mình thay cho các bạn xem nhé, thay phân. Thế bây giờ đối với cái loại lồng này thì mình sử dụng cái lồng kích cỡ 40-60 các bạn. Đây là cái lồng, đây là cái khay của cái lồng 40-60 đây. Đấy. Cái lồng này thì mình thấy các bạn nuôi phổ biến nhất. Cái kích cỡ này là chia sẻ với các bạn là cái kích cỡ mà nuôi con bảy màu lý tưởng nhất hay các bạn. Các bạn mà cho có cái điều kiện mà có cái không gian rộng thì chúng ta nên nuôi con bảy màu bằng cái lồng mà có cái kích cỡ 40-60 này. Bởi vì con bảy màu đặc điểm của nó là nó bay ngang chứ nó ít có bay lên đó. Cho nên là 40-60 là cái lồng lý tưởng nhất cho con bảy màu. Nhưng mà dưới điều kiện là chúng ta phải có một cái không gian rộng. Ở đây mình thì cái không gian nó hẹp quá cho nên là mình tận dụng cái loại lồng 45, 35, 45. Mình nuôi nó nhiều cặp ở đấy thì nó đỡ tốn cái diện tích hơn. Tuy nhiên có một số thì mình vẫn sử dụng khoảng chừng vài ba chục lồng thì mình vẫn sử dụng cái loại 40-60 như thế này.
mình thấy cái con chim, cái cặp chim sinh sản một cái lồng này thì nó rất là thoải mái. Ờ, nó chiều ngang, nó có cái chiều dài rất là lý tưởng các bạn nhé. Thế thì đối với cái loại lồng này thì mình thay, mình phải có cái loại giấy như thế này. Cái này thì mình xài giấy báo thôi. Ở giấy báo này thì các bạn lưu ý các bạn là các bạn đi mua giấy báo cũ thôi, nhưng mà mua ở cái chỗ mà cái đại lý bán báo, chứ các bạn đừng có mua mấy cái chỗ bán báo cũ, bởi vì bán báo cũ có khi người ta đưa vào đây những loại giấy, những loại báo mà nó không có vừa với cái kích cỡ của cái lồng 40-60 này. Mà các bạn lợi những cái đại lý mà báo bán báo á, khi mà người ta bán báo trong ngày không hết thì cái báo đó qua ngày rồi nó trở thành báo cũ, nhưng thật sự ra cái báo đấy chưa đọc, nhưng mà bị qua ngày rồi nó bán ế còn lại, cho nên nó trở thành báo cũ và khoảng 14-15 ngàn yên ký gì đấy, rất nhiều các bạn. Và các bạn chú ý là nữa là khi mua chúng ta lựa báo, ví dụ như là cái loại mà kích cỡ lồng 40-60 này thì các bạn lựa báo thanh niên, báo tuổi trẻ là ok nhất, bởi vì mỗi một cái trang báo như vậy là vừa cái kích cỡ của nó là đúng 40-60 luôn. Kích cỡ của cái một cái trang báo tuổi trẻ và thanh niên ấy, thì các bạn mở ra thì các bạn lấy một cái trang nó bật để vô nó vừa luôn, bị 40-60 nó vừa với cái khay lồng 40-60 của mình, cho nên là các bạn khỏi phải xé ra, khỏi phải nối, phải ráp gì cả. Đấy, lưu ý các bạn như thế, mình đã làm thế này mình thấy nó có cái đấy nó hay ấy. Nhưng là chia sẻ với các bạn khi làm chúng ta chú ý đấy để tốn mất, nó đỡ tốn cái thời gian mà nó đỡ tốn cái chi phí của mình nữa. Có nhiều khi cái tờ báo đấy các bạn mua nó không đúng kích cỡ, ví dụ như là 50-70 đi, thì các bạn phải ship lại cho nó vừa 40-60, và như vậy thì nó sẽ mất một ít thời gian trong đấy, mà nhiều khi nó còn phí nữa. Đấy, nên là đối với cái 40-60 này thì làm như vậy. Và công việc thì cũng tương tự như vậy thôi, thì mình cũng lấy cái báo mình đã để vào cái lồng trước đây. Đấy. Rồi sau đó thì các bạn cứ quét nó như thế này thôi, quét nó xuống cái khay mà mình để, mình chưa có thay đấy. Rồi mới bắt đầu báo đấy, các bạn thấy là mình dùng báo tuổi trẻ này, báo này mua ở đại lý các bạn nhé, chưa đọc đâu, nhưng mà qua ngày là nó còn ế lại thì nó gọi là báo cũ. Đấy. Cho nên cái tờ báo này là các bạn sử dụng được hình như là cả chục lồng vậy đó, bởi vì mỗi một tờ báo này nó có rất nhiều trang như thế này, không có tờ tuổi trẻ mình xài được có thể một chục lồng ấy, mình nhớ như vậy. Đấy, các bạn thấy là cái khổ này là cái khổ 40-60 này. Đấy, 40-60 này thì mình để nó vừa luôn vừa với cái lồng luôn. Đấy, các bạn thấy các bạn để vào là nó vừa khít luôn. Đấy. Đó, như vậy thì đã xong cái nè, các bạn thấy không, để vào cái vừa luôn. Rồi tương tự cái thứ hai thì cái công đoạn nó vẫn tiếp tục giống như thế thôi, cái quy trình nó làm vẫn như vậy, vẫn như vậy thôi, không có gì cả. Đấy, để vào rồi cái này thì các bạn cứ quét những cái hạt, cái vỏ hạt nó còn nó ăn rớt xuống đây chút. Đấy. Quét sơ quét về cái bắt đầu nó sạch hết rồi. Các bạn lấy tiếp một trang nữa, các bạn cứ để vào thôi, nhẹ nhàng đơn giản. Rồi như vậy thì các bạn thấy là mình tiếp tục được một cái vỉ phân nữa, một cái khay lồng nữa, một cái vỉ phân nữa, mình cứ để vào đấy. Rồi công việc tiếp theo của cái này thì cũng tương tự như vậy thôi. Đấy, mình làm thấy từ từ nhẹ nhàng, không có gì mệt nhọc cả. Vấn đề ở chỗ là mình chuẩn bị nó thôi, chứ mình sắp xếp là mình sắp xếp các cái dụng cụ mình làm. Và lại là khi chuẩn bị nuôi thì các bạn lưu ý cái cách chọn lồng sao cho nó vừa bảo đảm nuôi con chim nó tốt, nhưng mà nó thể hiện được công việc nó thuận lợi ở tất cả các khâu đó, từ cái việc mà vệ sinh lồng này cho đến cái vệ sinh cái khay phân này. Cho đến là những cái công việc khác thì nói chung là tất cả mình phải suy nghĩ cho nó cẩn thận, để rồi khi mình nhiều khi mình không có tính toán, đến khi mình nuôi đã rồi đó mình thay phân rất là khó. Cái thứ hai nữa là mình vệ sinh lồng cũng rất là khó nếu mình chọn lồng không cẩn thận, bởi vì cái thị trường lồng chim nó rất là nhiều thứ, rất là nhiều loại. Rồi nếu công việc như thế thì mình tiếp tục lấy cái tờ này làm vài ba cái các bạn xem cho nó vui thôi. Công việc cứ mỗi một cái vỉ phân như thế thì làm cũng giống hệt như thế đó, nó không đi gì cả.
ngày mình rảnh lúc nào thì mình làm lúc nấy, tuần cái thời gian thay phân khoảng chừng 5 đến 7 ngày thì mình thay lần là vừa. Đấy. Nếu mà anh em nào ít thời gian thì cỡ đó là vừa, còn nếu không 3-4 ngày thay cũng được. Nhưng mà ở đây thì đặc điểm con chim bảy màu thì các bạn biết rồi, nó đi phân thì nó không có hôi, nó đỡ, nó không như con gà con vịt đỡ, cho nên mình nuôi gần nhà thì cũng được hay sao cả, hoặc là nuôi trong nhà cũng được, nó ít không hôi. Thế nhưng mà nếu để lâu thì nó vẫn có cái mùi đặc trưng. Đấy. Và tất nhiên rồi, để lâu thì nó ảnh hưởng đến cái môi trường, nhất là ảnh hưởng đến cái việc mà phòng bệnh, phòng chống bệnh của con chim, cho nên là cỡ 5 đến 7 ngày mình thay một lần là vừa. Tuy nhiên là mình nếu nó ít thì mình thay một lần, còn nếu nhiều thì mình thay sáng mình thay ít thời gian, chiều mình thay ít thì cũng chẳng có gì vấn đề gì nữa, mất thời gian nhiều cả. Đấy là cái công việc làm tiếp cái lòng này nữa để rồi các bạn xem. Đấy, như vậy thì mình cứ bỏ vào đây thôi. Đấy, mình có cái bọc rất to thế này. Đấy. Và cái khay cuối cùng thì là mình bỏ vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Đó, mình chuẩn bị rất là cẩn thận như vậy nhé. Bỏ vào đây. Rồi để nó quang bên. Đấy, tiếp tục một cái tờ báo nữa. Một cái trang báo nữa các bạn. Đấy. Như vậy thì 4. Một cái tờ báo tuổi trẻ, như vậy thì mình có được 6 cái trang như thế này. 6 cái trang như thế này. Các bạn mua một tờ báo tuổi trẻ thì mình thay được 6 cái lòng chim, 6 cái khai phân. Đấy, và như vậy thì đây là 4 cái lòng mình lấy xuống rồi mình thay này, các bạn thấy không? Đấy. Đơn giản như vậy thôi. Đấy. Và như vậy thì chúng ta cứ như thế này, chúng ta cứ để lên thôi các bạn nhé. Rất đơn giản, rất là sạch sẽ, không tốn gì nhiều công sức cả. Thời gian thì đương nhiên là phải tốn ít thời gian rồi, dành thời gian cho nó một chút. Rồi, đấy là cái công việc của mình thay phân. Đối với ở đây thì mình nuôi hai cái kích cỡ lồng như vậy. Cái lồng 40-60 thì mình dùng cái báo cũ, báo mà người ta qua ngày rồi, người ta chưa đọc, thì nó rất là thuận lợi, nó vừa dặn luôn. Còn cái loại mà lồng 45-35 thì mình phải dùng những loại giấy khác để là mình nối lại. Nếu mà cái loại giấy mình có hiện tại ở nhà mình nó không vừa với cái vỉ phân đó. Và như vậy thì cái công việc thay phân thì mình làm như vậy. Mình có chuẩn bị một số cái dụng cụ để mình làm cái việc đấy, đã chia sẻ với các bạn đấy. Thì mình nghĩ là đây là cái công việc nó bắt buộc phải làm khi mình nuôi chim rồi. Nhưng mà nó nhẹ nhàng các bạn, nó rất là nhẹ nhàng, nó không có vấn đề gì phức tạp cả. Đấy, nó cũng không có tốn thời gian nhiều, thực ra nó không tốn thời gian nhiều. Các bạn thấy là nuôi cỡ 50-60 cặp con chim là các bạn làm vài tiếng hồi là xong hết á. Mà mỗi lần làm như thế thì khoảng 5-7 ngày sau mình mới làm nữa. Đấy. Như vậy thì các bạn thấy là công việc nó đơn giản, nó nhẹ nhàng như vậy thôi, chứ không có gì nặng nhọc cả. Đúng không? Cho nên có số anh em có nhiều khi mình thấy nó mình ngán thế thôi, chứ còn thực sự ra khi bắt tay vào làm, mình đã chuẩn bị tốt tất cả các thứ rồi thì làm nó rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Và cái công việc này tuy nó đơn giản như thế nhưng mà nó góp phần rất lớn vào cái chất lượng của đàn chim mình các bạn nhé. Chúng ta làm thường xuyên, chúng ta vệ sinh tốt thì đấy là cái biện pháp chúng ta phòng bệnh tốt nhất. Với phương châm chăn nuôi của chúng ta là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu chúng ta làm tốt cái khâu vệ sinh, cái khâu mà khử trùng vào cái lồng chim, rồi chúng ta làm tốt cái khâu thay phân, đừng có để cho nó nhiều quá. Đấy. Thì nó mình sẽ như vậy thì cái đàn chim của mình nuôi sẽ chất lượng sẽ rất tốt thôi. Rồi. Như vậy thì cái việc thay phân chim của mình nó đơn giản nhẹ nhàng như vậy thôi các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn cảm thấy có ý nghĩa thì xin các bạn đăng ký kênh, like và comment dưới video giúp mình các bạn nhé, nếu các bạn nào chưa đăng ký. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để mỗi khi có video mình up lên thì các bạn là người đầu tiên được nghe những chia sẻ của mình về cái kinh nghiệm nuôi con chim bảy màu các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thank you.